Xin chào các bạn nhé. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà vườn Hà Đăng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại gừng. Như các bạn đã biết thì gừng cũng là một trong những gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn của người dân chúng ta, đúng không ạ? Thì dù gừng thì thường được nấu trong nấu canh này hoặc là kho cá để át đi cái mùi tanh của cá này. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại gừng được dùng là được coi là một cây thuốc quý của Việt Nam mình nhé. Các bạn đi theo mình nhé. Đây là cái vườn vườn dược liệu ở bên vườn mình nhá. Đây là của một bác đang trồng cái củ gừng đây. Bác đang trồng cái cây củ gừng đen đúng không ạ? Bác mới trồng cây củ gừng đen đây. Cái củ gừng này thì được trồng vào vụ nào bác? Chủ nó thích hợp về mùa xuân. Nhưng mà bây giờ là như nhà vườn là bác cứ vụ đông là bác cứ trồng. Thì đây đến mùa xuân là nó có sang xuân là nó cây giống để mình bán ấy mà. Thế cái củ này thì được dùng để làm gì ạ? Cái củ này là trước hết là dạ dày này, tăng khả năng đề kháng này, miễn dịch và chống viêm. Mà nó nhiều tác dụng lắm. Cho thấy nhiều người cũng hỏi để mua cái cây giống này đấy ạ. Mà giờ vườn mình mới gieo thì chắc là ra xuân là sẽ có cây giống là bác nhỉ? Có cây giống thôi. Nó thì thích hợp về mùa xuân. Nhưng bây giờ mùa đông là mình phải trồng như nhà vườn nhà bác là phải trồng trước. Để sang đầu xuân nó có cây bán. Đúng rồi ạ. Thế cái cây này thì gì nhỉ? Cái này sẽ dùng như thế nào bác? Cái này là một anh thái nhỏ ra sắc lên uống. Hai nữa là mình phơi khô. Mình giã nghiền đó chẳng hạn, mình phơi khô này. Nói chung là mình làm gì cũng được. Cháu thấy là bác vừa bảo là cái cây này được dùng để chữa dạ dày đấy ạ. Thì trước cháu cũng đã nghe là ở vườn mình có vài cây chữa dạ dày đúng không bác? Đúng rồi. Vâng ạ. Nếu mà cái kiểu gọi là trồng cây thuốc dân gian như thế này thì mình cũng đỡ được một phần thuốc nam bác nhỉ? Thuốc tây bác nhỉ? Đỡ nhiều chứ. Đỡ phần thuốc tây. Bây giờ nhiều người ta bệnh người ta tìm đến thuốc nam là nhiều. Ví dụ như là ung thư trước người ta đến người mua cây xương khỉ hoặc là cây nhiều ở vườn cây trong này. Bây giờ mình người ta ít dùng thuốc tây thì thuốc nam là nó có nhiều công dụng. Thì cháu cũng chỉ hỏi bác một số câu như thế rồi ạ. Để biết thêm về công dụng của cây thôi. Thì cháu cảm ơn bác nhá. Video của cháu thì đến đây rồi. Cháu đi đấy ạ. Bác cảm ơn các cháu nhá. Vâng ạ.